Đây là mẫu laptop màn hình hoàn toàn trong suốt các bạn thấy không? Là chúng ta đứng từ phía trước cũng có thể nhìn được nội dung và kể cả, cả bạn bè mọi người ở phía sau cũng có thể xem được cái nội dung này. Mọi người sẽ nhận ra nó là hai cái tấm kính ốp vào và ở chính giữa nó chính là cái tấm nền micro LED. Chúng ta có độ trong suốt tối đa lên tới là 55% độ sáng 1.000 nít Tuy nhiên con này màn hình chỉ bao nhiêu 720p Và các bạn sẽ nhận ra đó là các cái màu sắc của nó sẽ không quá được tươi Bởi vì nguyên nhân là màu đen của nó không thể làm sâu được Và màn hình của chúng ta sẽ có kích thước lên đến là 17,3 inch Riêng với cái phần bàn phím thì đây là một địa điểm thú vị Là toàn bộ cũng là kính là làm cho chúng ta là cảm ứng luôn Chứ không phải là bàn phím vật lý và khi mà người dùng sử dụng cần nó sẽ chuyển thành là một cái bàn vẽ tương tự như các bạn vẽ trên những thiết bị của Wacom ấy công nghệ này của Lenovo tất nhiên chỉ mang tính chất trình diễn và theo họ chia sẻ thì ít nhất không biết là với góc độ mọi người có laptop trong suốt thì các bạn có hứng thú với nó không cá nhân mình thì đến tv trong suốt mình cũng chưa được trải nghiệm chứ đừng nói gì laptop trong suốt thì mình chưa biết là cái khả năng đặc biệt hay là cái lợi ích gì mà vượt trội nó sẽ đem lại cho người dùng cả biết đâu các bạn được dùng rồi thì nhớ chia sẻ